mắt xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho nhà mình dòng sản phẩm máy ép chậm của Mocom với model là MKFV001. Sản phẩm đang được bày bán tại siêu thị điện máy Ecomax. Đó là dòng sản phẩm rất là nhỏ gọn cho những gia đình mà có nhu cầu muốn đi du lịch ý. Mình có thể tham khảo để mình mang đi ạ. Sản phẩm đang được bày bán tại siêu thị điện máy Ecomax với chế độ bảo hành là 12 tháng. Anh chị sử dụng sản phẩm trong vòng 30 ngày đầu nếu chẳng may có lỗi đổi mới ạ. Sau đây em sẽ giới thiệu chút về cho nhà mình về sản phẩm ạ. Phía trên anh chị có thể nhìn thấy là công tắc bật nguồn của máy ép ạ. Bên cạnh sẽ là một bên da mã và bên da nước. Anh chị đã nhìn thấy ạ, nhỏ gọn rất là tiện lợi. Phía trên là sẽ là thanh nhồi để mình có thể để sản phẩm hoa quả và trái cây nhỏ mình gọt, mình thái tầm độ 2cm cho vào. Đi sâu vào phía trong, sản phẩm sẽ có một nới nọc, trục xay, trục ép hoa quả và một ni đựng hoa quả. Tiện thể anh chị cũng có thể tháo ra vệ sinh rất là tiện luôn ạ. Mình có thể lấy khăn ấm mình lau chùi vệ sinh và những phụ kiện kèm theo có thể đem ra rửa. Trên đây em đã giới thiệu cho mình dòng sản phẩm máy ép chậm của Mocom với model MKFV001. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ qua website của Ecomax www.ecomax.vn hoặc trực tiếp tới siêu thị điện máy Ecomax km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, hotline 0243 965 6067. Ecomax xin chào và hẹn gặp lại anh chị.